Nani? Em đang nhảy múa ra ua xem ạ. Ra ua với ra ủng cái gì? Nhảy múa thế này có ra được khách không? Sếp cứ từ từ khoan mới nhử, em đã có cách hết rồi. Chỉ cần em ra tay gặp xây ra cả. Kinh nhở? Thế chiến dịch của em là gì đấy? Em sẽ tung ra một chiêu trò tiếp thị. Tiếp thị? Mang tên là gì? Chiêu trò tên là mua hàng right now thu lại siêu cao. Cái chương trình tiếp thị này của em nó cứ mông lung như một trò đùa nhở? Có ổn không đấy? Sẽ đừng có coi thường em, nhìn em thể hiện đây này. Dạ, Happy Vitamin xin chào ạ. À chị ơi, chị tư vấn cho em cái hộp ở kia với ạ. Đây đúng không chị? Dạ vâng, đây chính là sản phẩm bán chạy nhất của bên em đấy ạ. Mà giá một hộp thế này chỉ có 60.000 thôi chị ạ. Chúng em cũng đang có chương trình. Đó chính là nếu như chị mua sản phẩm này, chúng em sẽ thu lại với giá gấp đôi nếu như chị không mua thích. Thế á? Vâng ạ. Thế thì thanh toán luôn cho chị đi. Đây chị chuyển khoản cho em nhé. Chị chuyển khoản rồi đấy. Dạ, em nhận được rồi chị ạ. Ơ nhưng mà em ơi, bây giờ chị lại không thích nữa rồi ấy. Em lại chuyển khoản cho chị nhá. Vâng, thế em chuyển lại cho chị 120.000 ạ. À, rồi chị nhận được rồi. Có cái gì đó sai sai nhỉ? À, hay là thôi, bây giờ em lấy cho chị mỗi một loại. Em đóng chị một thùng đi. Một thùng luôn ạ chị? Ừ. Vâng. Dạ, thích của chị hết tổng 5 triệu chị ạ. Chị chuyển khoản rồi đấy. Em nhận được chưa? Rồi em nhận xong rồi chị ạ. Thế giờ em đi đóng hàng với chị nhé. Thôi em ơi, em không cần phải đóng hàng nữa đâu. Bây giờ chị lại không thích nữa rồi. Em trả lại gấp đôi cho chị nhé. Gì đó? Gấp đôi à chị? Nhưng mà chị ơi, chương trình của chúng em chỉ áp dụng một lần duy nhất thôi ạ. Hả? Thế là bây giờ em đi đóng hàng với chị nhé. Vỗ tay, vỗ tay. Ủa, thế là